Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kiếp báo chí nô bộc, cổ phiếu Vin rớt thảm, miệng như hến, VinFast nhích nhẹ nổ như bom. Kết thúc phiên giao dịch vào ngày 28 tháng 11 giờ Mỹ, cổ phiếu của VinFast đạt giá trị 6,99 đô la. Đây là lần đầu tiên VinFast tăng trở lại sau nhiều tháng ngụp lặn quanh con số trên dưới 6 đô la mỗi cổ phiếu. Chỉ có vậy mà các tờ báo trong nước đồng loạt gáy vàng. Tờ VTC News thì giật tít, cổ phiếu VinFast tăng mạnh trên sàn Nasdaq, vốn hóa đạt 16,3 tỷ đô la. Thực tế, cổ phiếu VinFast đạt đỉnh cao vào ngày 28 tháng 8, giá mở cửa là 82 đô la. Trong ngày này, có lúc giá cổ phiếu VinFast đạt đỉnh tới 93 đô la. Lúc này thì 800 tờ báo của chế độ mở hết công suất, nổ rền vang. Họ lấy giá của một cổ phiếu nhân với 2,3 tỷ cổ phiếu. Khi đó, vốn hóa của VinFast được đẩy cao ngất trời, vượt qua những ông lớn xe ô tô toàn cầu. Nhưng cũng lúc đó, lượng cổ phiếu VinFast trên sàn chỉ có 4,5 triệu cổ phiếu mà thôi. Báo chí thì đồng loạt khi chỉ nhích nhẹ một chút. Sau khi đạt đỉnh 93 đô la mỗi cổ phiếu thì VinFast đã rơi tự do. Đến ngày 7 tháng 9, tức 10 ngày sau, VinFast rớt xuống dưới giá phát hành 18 đô la mỗi cổ phiếu. Chỉ trong 10 ngày mà VinFast đã mất đến 81% giá trị. Lúc đó thì báo chí Việt Nam lại cầm như hến. Khi có sức khỏe tài chính của VinGroup nói chung và VinFast nói riêng gặp vấn đề thì y như rằng 800 tờ báo cầm họng, như trách nhiệm của một kẻ nô bộc vậy. Vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Mỹ công bố bản chào bán hơn 75 triệu cổ phiếu của VinFast ra công chúng có hiệu lực. Tính đến thời điểm này, giá cổ phiếu VinFast đã mất đến 90% giá trị so với ngày mà nó lập đỉnh. Thời gian đầu, cổ phiếu VinFast được giao dịch khoảng 10 đến 20 triệu cổ phiếu mỗi ngày. Lượng cổ phiếu lên sàn chỉ có 4,5 triệu mà lượng giao dịch gấp 4 lần. Điều này cho thấy có hiện tượng mua bán xoay vòng liên tục trong một ngày, tạo ra cơn sốt ảo. Thời điểm lượng cổ phiếu trên sàn còn ít, ai đó tận dụng cơ hội và chỉ đạo nhồi nhả liên tục để giá trương phình lên như bong bóng, tạo điều kiện cho báo chí nô bộc lên đồng. Cho đến nay, số cổ phiếu VinFast lưu hành trên Nasdaq cũng chỉ là 75 triệu cổ phiếu. Sau thời điểm VinFast tung ra thêm 75 triệu cổ phiếu, thì lượng giao dịch mỗi ngày giảm xuống chỉ còn khoảng từ 5 đến 7 triệu cổ phiếu. Và từ đây, cổ phiếu của VinFast chủ yếu là rớt giá, chứ ít khi tăng giá. Rớt giá mạnh và tăng giá chỉ nhích nhẹ mà thôi. Để cứu cho cổ phiếu khỏi cắm đầu, vào ngày 20 tháng 10, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng ký một thỏa thuận với quỹ quốc tế. Theo đó, VinFast có quyền phát hành lên đến 1 tỷ đô la cổ phiếu thông qua quỹ này. Đây là thông tin có lợi cho VinFast bởi nó củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Cho dù quỹ này chưa bỏ ra đồng nào thì việc tạo niềm tin cho nhà đầu tư cũng là cách chặn đà lao dốc của cổ phiếu VinFast. Theo thông tin trên trang của Ủy ban Chứng khoán Mỹ, bản cáo bạch cập nhật mới nhất của VinFast cho biết tổng số cổ phiếu được giao dịch là 75,7 triệu. Như vậy, VinFast chưa tung thêm cổ phiếu mà giá của VinFast vẫn không tăng mạnh, mặc dù có cam kết tỷ đô với quỹ quốc tế. Xem ra thuốc đặc trị của quỹ này vẫn chưa phát huy tác dụng nhiều. Cho đến nay, cổ phiếu của VinFast có tăng nhẹ ở một số thời điểm nhưng vẫn không như kỳ vọng. Báo chí thì giật tít, cổ phiếu VinFast tăng mạnh trên sàn Nasdaq chỉ là một cách tự sướng mà thôi. Báo chí nô bộc là như thế, canh cho VinFast nhích nhẹ là lại nổ như kho bom vậy. Thực tế, VinFast nằm vắt óc nghĩ để tìm cách tung thêm cổ phiếu và để giá cổ phiếu đừng cắm đầu. Đây quả là bài toán khó cho ông Phạm Nhật Vượng vào lúc này. Làm sao tung thêm cổ phiếu mà giá lại không bị nhào đầu là bài toán khó ông Vượng chưa có lời giải. Có lẽ ông Phạm Nhật Vượng cũng nên nhớ báo chí nổ quá có cái lợi ban đầu nhưng lại có cái hại về lâu về dài. Người dân bị lừa một lần, vài lần, thậm chí bị lừa nhiều lần, nhưng không thể bị lừa mãi mãi. Việc VinFast cho báo chí trong nước nổ cũng có ý đồ, tin tốt từ Nasdaq cũng làm cho nhà đầu tư của VinGroup ở Việt Nam hớn hở. Tuy nhiên, sau nhiều lần người ta thấy báo chí chỉ nổ, chứ không trung thực, thì về lâu về dài, chiêu bài này sẽ không còn tác dụng nữa. Bơm tiền cho báo chí chỉ tốn tiền vô ích mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Kiếp báo chí nô bộc, cổ phiếu Vin rất thảm, miệng như hến, VinFast nhích nhẹ, nổ như bom.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng là tấm gương tham nhũng không vụ lợi. Với thành tích chống tham nhũng đẹp nhất so với các đời Tổng Bí thư trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng gần như được mặc định là không vụ lợi. Bởi cho tới nay chưa có chuyên án nào điều tra về việc ông Tổng Bí thư có kiếm trác về tiền bạc hay không. Không phải ông Trọng không dính đến tham nhũng mà có thể nói không ai dám động đến ông thì đúng hơn. Thường là bên chính phủ nắm nền kinh tế của đất nước nên vấn đề sơ múi thì dựa vào chính sách hay dự án, dân nhìn thấy rõ ràng hơn. Còn bên đảng thì kín đáo hơn nên dân không thấy mà thôi. Ở chế độ này chẳng quan chức nào sống bằng lương cả, kể cả tứ trụ, cho nên sẽ không có lãnh đạo nào trong sáng. Sự trong sáng mà báo chí mặc định ấy là những người chưa bị lộ hoặc không bao giờ bị lộ. Đây là điều thường diễn ra ở Việt Nam mà người dân rất khó tìm kiếm thông tin từ các tứ trụ. Tham nhũng, chính sách rất nguy hiểm nhưng chưa phải là nguy hiểm nhất. Thời còn là bí thư thành ủy thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng bị dính tai tiếng rất lớn tới dự án Sipucha. Tuy nhiên, vụ đó giờ đã quá lâu, hơn nữa với quyền lực lớn như hiện nay, chẳng ai dám xới lại chuyện cũ của ông Trọng cả. Chính ông Tổng Bí thư không xới chuyện người khác thì thôi, chứ chẳng ai dám xới lại chuyện của ông đã làm, cho nên nó vẫn trong vòng bí ẩn mà nhiều người cần biết. Thời ông Trọng làm bí thư thành ủy Hà Nội là thời mà các quan chức trong Bộ Chính trị mặc nhiên được hưởng những đặc quyền đặc lợi mà luật pháp không thể đụng đến. Đấy là thứ luật bất thành văn từ lâu mà không ai dám phá vỡ. Chỉ đến khi ông Trọng thâu tóm hết quyền lực vào tay của mình, ông mới phá vỡ thứ quy luật ngầm ấy với việc triệt hạ sát ván ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng. Sau đó cũng có những ủy viên Bộ Chính trị bị ép phải rời khỏi ghế, nhưng không ai bị xử lý nặng như Đinh La Thăng cả. Ngay cả trường hợp ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa qua cũng như vậy. Hiện nay ông Trọng đang được danh là không vụ lợi, mặc dù đấy chỉ là cái danh được xây để đánh bóng tên tuổi cho ông. Tuy nhiên thật sự có phải ông Trọng không tham nhũng hay không thì chưa biết. Thực tế tham nhũng có tới 3 tầng nấc. Loại thứ nhất và loại ở tầng thấp nhất, những người này tìm mọi cách để vòi tiền, có thể từ công quỹ, có thể từ tiền túi của người dân, hoặc có thể là tiền của doanh nghiệp phải đóng. Loại này thì vô cùng đông đảo, đâu đâu cũng có. Thậm chí một tổ trưởng, tổ dân phố nhỏ bé cũng biết cách tham nhũng loại này. Chế độ này chẳng nhắc đến tham nhũng quyền lực. Loại thứ nhì là tham nhũng chính sách. Loại này phải từ cấp bộ trưởng trở lên mới làm được. Họ ra chính sách để làm lợi cho một hoặc vài nhóm lợi ích của mình. Rồi sau đó những doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách sẽ bằng cách này hay cách khác trả công cho người ra chính sách một khoản kín đáo. Việc buộc người dân phải quay mũi để làm lợi cho Việt Á và sau đó được phân phiệt lại quả là một dạng tham nhũng chính sách. Hay quyết định thực hiện chuyến bay giải cứu cũng như thế. Mới đây có đề nghị bắt buộc phải lắp camera hành trình cho xe máy, cũng là loại tham nhũng chính sách, với con số lên đến hàng chục triệu, hàng trăm triệu camera hành trình sẽ được lắp, và đó là số tiền có thể đút túi khá ngon. Tham nhũng chính sách rất phổ biến, tuy nhiên để tham nhũng được theo loại này phải trèo lên vị trí rất cao. Tuy vậy tham nhũng chính sách lại không nguy hiểm bằng tham nhũng quyền lực. Tham nhũng quyền lực là loại hiện tượng thâu tóm quyền lực về tay mình hoặc nhóm của mình để mà lạm dụng quyền lực. Dùng quyền đấy để tạo ra những vây cánh cho mình, củng cố vị trí độc tôn để tham nhũng quyền lực thì phải ở ngôi vị cao nhất như ông Tổng Bí Thư hoặc Thủ tướng Chính phủ. Nếu nói tham nhũng chính sách ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thì tham nhũng quyền lực có thể đưa đất nước đến nguy cơ mất độc lập. Tham nhũng quyền lực dẫn đến mức độ độc tài, độc đoán và từ đó họ tự quyết định vận mệnh đất nước theo ý của họ
mà không đếm xỉa đến số phận của đất nước, số phận của hàng trăm triệu người dân trong cả nước. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn được tiếng là không vụ lợi. Hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở tầng cao nhất của tham nhũng, đấy là tham nhũng quyền lực. Chính ông đã tự dẫn dắt đất nước này theo ý muốn của ông và phớt lờ nguyện vọng của toàn dân từ Bắc đến Nam. Ông đang là chùm cuối của tham nhũng, nhưng ông vẫn được tiếng là không vụ lợi. Thế mới đau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tổng Trọng là tấm gương tham nhũng không vụ lợi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.